bay này, bay lên nào này em bay lên. Wow. Nam ơi, đợi chị với. Em Cam biết hôm nay chị cho em Cam đi chơi đâu không? À, đi chơi công viên nước á. Cũng để đi chơi công viên nước à? Vào đây, chị sẽ cho em Cam đi chơi công viên nước á. Có cầu trượt siêu to khổng lồ luôn. Em Cam ơi, đi chậm thôi, chờ chị với cả anh Tín với. Bây giờ chúng mình sẽ xếp hàng để đi vào lấy vé nhá. Tay đập đi. Đập tay mạnh vào. Đập cả tay nữa. Ngay ngửa lên à? Ím ơi, Cam ơi, đừng bơi nữa. Tớ phát hiện ra cái cầu trượt khổng lồ nó ở đằng này này các cậu ơi. Cam có thích đi cầu trượt siêu to khổng lồ không? À, thế thì bọn mình đi cầu trượt đi. Ui, nó to thật đấy. Cầu trượt này hình như phải dùng phao cậu ơi. Đang nhìn cái cầu trượt siêu to khổng lồ chưa? Đây, để anh ra phao cho ạ. Ôi trời ơi. Ui, nhìn vô em Cam đi đổ cả bốc nước của cậu ra đây này. Ui, em Cam thèm nghịch nước thế à? Đã chuẩn bị đến bên mình rồi đây này. Này, lát nữa em Cam sẽ được trượt cầu trượt siêu dài siêu to này. Sẵn sàng chưa? Rồi. Chuyện này à?
Tím ơi, tớ phát hiện ra ở đây á có một cái đường trượt siêu dài luôn. Cậu có dám trượt cái này không? Cái này á. Ui, cái này cao lắm đấy. Nhưng mà trượt cái trong trong kia kìa thì có khi trượt được đấy. Tớ với cậu đã trượt đây. Để chơi cái trò mà cậu muốn chơi ấy thì phải cầm cái này này. Sao là mình tì thế này là tí nữa mình phi xuống luôn. À, thế là phi phao xuống đúng không? Rồi. Đây cho cậu cái tới một cái. Đi thôi. Rồi, ok, đi thôi. Nè, vào đi Trang ơi. Không sợ đâu, cái này có phao à, còn có cái ván này thôi mà. Bám hai tay vào kia kìa. Bám hai tay ở đây à? Đúng rồi. Nó bắt đầu thấy sợ rồi đấy. Nào, lùi người bên sau một tí. Lùi người bên sau, rồi. Chuẩn bị đi nào. Ui, cao quá. Tớ phát hiện ra, ở đằng kia có một cái ống trượt màu xanh ra trời kìa. Ui, thế thì chúng mình đi lên trên đấy xem đi. Đây này. Đây đâu phải màu xanh ra trời, đây là màu xanh lá cây mà. Để tớ thử trượt cái ống trượt này xem có khi không nhá. Ống trượt này không dùng phao nhím ơi. Phải nắm như này. Đâu sau đó là mình sẽ bắt chéo chân và bắt chéo tay cậu ơi. Sẵn sàng chưa? Cái ống trượt này nó trượt nhanh kinh khủng luôn ấy. Bây giờ tớ lại phải quay lại để vào được tím áo đây này. Trả bù cho cái ống trượt của tớ. Đang đi giữa chừng thế nào mà nó lại dừng lại cậu ơi. Thế là tớ phải lết mãi mới xuống được đấy.